Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của Thức Vlog. Thì clip hôm nay, trước khi ngâm rượu thì em cũng quay lại làm kỷ niệm và cũng chia sẻ cho anh em một cái bí quyết để mà mình sử dụng hàng ngày. Cái bài thuốc này là giúp ích cho nam giới bổ thận tán dương, tăng cường sinh lực cho phái mạnh, là kiểu nó giúp cho cơ thể mình nó khỏe mạnh hơn, nó tăng sức đề kháng anh em. Thì nhiều anh em cũng đã biết là trên thị trường bây giờ người ta bán những cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng á, tăng cường sinh lực cái phái mạnh á, rất là nhiều. Nhưng mà cái sản phẩm đó là thuốc kích nha anh em. Thuốc kích rất là nhiều. Mình dùng nó không có tốt. Tại vì anh em biết là khi con chim hay con cu bất kỳ anh em cho ăn cám kích hay là những cái thức ăn mà kích thích nó á, cho nó sung nó càng lửa á, thì khi mà anh em dừng cái đó lại thì con chim nó suy nhược. Nó sẽ suy nhược và nó xuống cấp rất là nhanh. Có nghĩa là phải đỡ làm sao cơ thể mình nó tự nhiên nó phát sinh ra những cái đó. Khi cơ thể chúng ta nó cái thận chúng ta nó bổ á, nó khỏe á, thì cơ thể tự động nó sẽ bài tiết ra những cái chất mà giúp cho cơ thể nó sẽ khỏe hơn. Đó là mình sẽ sử dụng một số thảo dược từ thiên nhiên, chứ đừng có sử dụng những cái thuốc mà kích mà trong thời gian ngắn. Nên em hôm nay chia sẻ cho anh em một bài thuốc em cũng đang ngâm chuẩn bị sử dụng. Thì bài thuốc này thì anh em có thể đến tiệm thuốc bắc để mà mình kê đơn nha. Thì trong này gồm có 6 món nha, 6 món. Thì mỗi thứ thì mình mua khoảng 100 gram thôi, tức là một lạng anh em. Thì toàn là những cái thứ mà đồ bổ không anh em. Đó. Này thì nó có táo đỏ này, kỷ tử, nhung hưu, rồi một số cái loại nữa như loại đen này. Nói chung là em cũng vương cái tên gọi rồi, em có cái toa thuốc, em vào cái tiệm thuốc bắc đó, em đưa cho người ta và người ta sẽ bóc cho em. Thế mình cũng không có làm bên thuốc, mình cũng không cái nhớ hết cái tên nó được. Này là nhung hưu này anh em, nhung nhung hưu này, cái này là mắc nhất, cái này tới nó tới 200 mấy một lạng á, mắc nhất trong cái những cái bài thuốc này. Đó. Rất là tốt và ok. Thì bây giờ em bắt đầu cho cái em cũng đã hỏi cái tiệm thuốc bắc rồi, hỏi là người ta là về là mình cho vào bình rượu mình ngâm luôn hay là mình có rửa lại hay thế nào không. Thì thầy thuốc đã nói là về bỏ vào ngâm luôn. Thì khi mình rửa thì cái nước nó vào thì nó không không ngon, nước nó rong vào thì nó không ngon đi cái vị rượu nữa, nó làm rượu nhạt. Nhiều khi mình rửa thì mình có thể để khô lại nha anh em. Nhiều khi nó bị bùi hay gì đó, nhưng mà người ta bảo quản rất là sạch sẽ, rất là kỹ. Người ta bỏ vào cái phẩu thuốc của người ta, nên anh em không cần phải rửa lại đâu. Anh thấy rất là sạch. Rồi thì cái bình này là bình sâm trăng mây. Bình này thì rất là đẹp. Mình nên thấy là thích hợp để mà mình ngâm cái cây thuốc này. Đó, bình rất là đẹp. Rồi, bây giờ em sẽ mở nắp bình và cho tất cả các loại thuốc vào. Thì nói sơ vào rượu cho anh em để em biết. Rượu thì anh em ngâm rượu đừng có nhạt quá, cũng đừng có nặng quá. Có nghĩa là rượu tầm nhiệt độ khoảng tầm 40 độ đi, tầm đó được. Tại vì khi mà rượu mà nó nặng quá, cái độ cồn nó cao quá, mình sợ cái thuốc này nó cũng không ra được thuốc. Còn khi mà rượu nhạt quá thì thuốc nó cũng không ra được. Cho nên mình sử dụng kết hợp cái rượu nhạt, cái có nghĩa là cái rượu nước nhất á, thường thường ở vô em nó gọi là rượu nước nhất và nước nhì đó. Thì mình pha trộn cái tỷ lệ nó cho nó thích hợp. Hiện tại là em có một 2 lít, em mua 2 lít rượu nhất. Mà này em có nếm thử nào, rất là năng, cực kỳ năng luôn đó. Rượu này thì ở quê em nấu toàn bộ là nhà nấu không à, nhà nấu ra không à, chứ không có mua những cái rượu mà công nghiệp đóng chai, mình không có thích những cái loại đó. Nhà nấu ra thì chỗ nào mình dùng mình uống á, mình thấy mình tin tưởng thì mình đặt người ta mình mua. Còn anh em nào mà muốn ngâm rượu nếp á, thì mua nếp để cho người ta làm ra rượu. Thì mình đây mình sử dụng rượu rượu gạo thôi, không có dùng rượu nếp. Còn 4 lít này thì mình dùng sử dụng rượu nhì. Nó là rượu nhì nhưng mà ở mình nó cũng có cái độ năng nha anh em ha. Có cái độ hăng rất là cao. Đó, chứ không phải nhạt như những cái chai rượu ngoài thị trường đâu. Rồi ok, em sẽ cho cái thuốc nào vào bình. Thì mình sẽ
sắp xếp cho nó đẹp thì mình đỡ cái rễ sâm này ở phía trên đi ha, thì nhìn cái bình nó sẽ đẹp hơn. Cho cái loại nặng nặng này là phía xuống dưới trước. Rồi, sau đây mình sẽ cho rượu vào. À, mất 2 lít là đã bốn đầy rồi anh em. Anh em biết vì sao không? Thường thường anh em mua cái bình 4 lít hay 5 lít thì khi mình bỏ những cái vật liệu ngâm vào thì nó sẽ chiếm cái diện tích trong cái bình rồi. Mình đổ tầm khoảng 2 lít hơn thì nó đã đầy rồi. Đó. Giờ thì mình cho một ít khoảng 1 lít. 1 lít liều thường nữa là cái bình nó sẽ đầy. Rồi, cuối cùng ở đây rồi anh em, rất là đẹp luôn, nhìn cái bình rất là đẹp luôn đó, anh em thấy không? Cái này đỡ mình đậy cái nắp nháp là mình xem thử cái mực rượu nó đến đâu. Anh em thường thường mình sẽ chớ cho nó đầy full luôn để nhìn cái bình nó sẽ đẹp hơn và nó không có cái lượng không khí dư trong cái bình. Thường thường thì nếu mà rượu mà anh em ngâm cái độ độ hở của không khí nó nhiều quá thì rượu nó bốc hơi lên, nó cũng cũng mất đi cái lượng hơi rượu. Mình sẽ chớ cho nó ngập luôn. Rồi ok. Như vậy là quá ngon rồi anh em. Đó. Thì ngâm như thế này tầm khoảng vài tháng là anh em có sử dụng được rồi. Cái này thì mình dặn vào, cái nắp là rất là chặt, dặn vào là một phát kín luôn. Nhưng mà nếu anh em nào kỹ hơn á, để rượu cho nó khỏi bốc hơi ra những cái kỹ này, thì anh em dùng cu su non quấn vào cái ren này. Ở đây anh em ha, đó, đây là cục quần cu su non ở tiệm, những cái tiệm đầu cơ á, người ta bán này. Đó, em mới quấn xong rồi này. Mình quấn cu su non vào, khi mình dặn nắp thì nó sẽ kín hơn, nó không có hở hơi. Đây này là mình rất là kỹ. Tại vì rượu mà khi mà anh đem ngâm lâu á mà anh em đỡ nó bốc hơi hết á thì nó còn nước không à, nó không còn rượu nữa. Thế nên là em rất là kỹ trong vấn đề này. Thì mình khi mình dặn vào cái rên của nó sẽ chặt hơn. Nó kín hơn. Không bao giờ nó chảy được. Và nước nó cũng không có chảy ra được. Đó. Rồi ok. Vậy là đã xong một bầu rượu này, em xay tất cả các hướng cho anh em xem này. Nhìn nó rất là đẹp, mình mới chớ vào là mình đã thấy nó ra rượu rồi. Thấy cũng khá là ok đấy. Thấy cực kỳ đẹp luôn. Cái màu nó đỏ đỏ. Tại vì những cái cây thuốc này là những cái cây thuốc khô anh em ạ. Thuốc khô á, khi thấy rượu vào nó sẽ ra màu vàng ngay. Đợi thời gian là nó sẽ chuyển đỏ nha.
Rồi, em cảm ơn em đã xem clip và hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Anh em nào mà muốn biết cái bài thuốc này có những món gì thì có thể kết bạn qua Zalo của em để em đưa cái toa thuốc cho anh em sử dụng. Em đảm bảo nha. Toa thuốc này thì rất là tốt. Anh em cứ ra tiệm thuốc Tây anh em mua về ngâm. Bên em xin lỗi, ra tiệm thuốc Bắc. Ra tiệm thuốc Bắc anh em mua về ngâm. Cực kỳ ok luôn. Có gì hết. Ra đó anh em hỏi thử cái đúng như vậy hay không là tiệm thuốc Bắc người ta sẽ biết à. Rồi em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn em xem clip. Nếu thấy hay thì cho em một like và một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh. Em cảm ơn em rất là nhiều.